Vâng, xin chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì em có quay cho các bác cái mẫu xe Toyota Camry số sàn đời 2002, cái dòng xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Với những cái dòng xe này thì nó là những cái dòng xe tương đối là lành máy và bền bỉ luôn nhé các bác nhé. Đấy, với cái bản 2.4 này thì nó cũng mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng hợp lý để cho các bác mua về đi gia đình này. Và hơn nữa trong cái thời gian gần đây thì nó cũng là cái mùa dịch bệnh, thì nếu mà bác nào có điều kiện một chút thì mua một cái mẫu xe này về để đi, nó cũng vừa là cái phương tiện đi lại gia đình và vừa được giảm thiểu cái nguy cơ thì nó cũng là lây nhiễm, bởi đi xe này thì nó cũng hợp lý hơn. Nếu mà đi xe máy thì đi trên thời gian này đi ở những nơi công cộng thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nếu các bác có điều kiện thì mua một cái mẫu xe về để đi gia đình thì nó cũng hợp lý ở trong cái thời điểm này. Đôi khi nhiều lúc mà tiền cũng không giải quyết vấn đề gì, những cái thời điểm này có thể là vừa an toàn cho mình, vừa an toàn cho cộng đồng, thì có thể mình có điều kiện mua một cái mẫu xe về để đi là tương đối hợp lý luôn. Đấy, nó cũng tương đối an toàn, bởi vì xe pháo ngồi trong ô tô nó cũng tương đối kín đáo luôn. Thì với cái mẫu xe Toyota Camry này thì về thiết kế form dáng 2002 nó đã là form mới rồi, vì vậy là form dáng của nó cũng rất là đẹp. Đấy, với cái dòng này thì nó chạy nó tương đối bền. Đấy, các bác nào chơi những dòng Camry hoặc là biết về Camry, nó dòng xe Nhật thì nó phải nói là khá là bền bỉ, lành máy rồi. Với cái giá tiền bên em đang bán là 247 triệu, đã bao gồm phí rút hồ sơ cho các bác trên toàn quốc rồi. Đấy, xe biển Hà Nội, ví dụ bác nào ở khu vực ngoài Bắc này không có nhu cầu muốn sang tên đổi chủ thì có thể là các bác làm công chứng ủy quyền cũng được, thì em sẽ làm công chứng ủy quyền cho các bác. Xe thì form xe thì cũng tương đối đẹp, sơn si sạch sẽ. Giá thì trên đây em bán niêm yết là 255, nhưng mà thôi, trong cái thời điểm gần đây thì xe pháo có thể là nó lưu hành chậm hơn, em sẽ bán cho các bác là 247 triệu thôi. Đấy, đối với mẫu xe Toyota Camry này, dòng này thì chạy rất là chất luôn và không mấy khi hỏng vặt đâu nhé các bác nhé. Ai đã chạy Camry biết rồi, Camry con này thì của bên em thì nó bao cho các bác là xe không đâm va gặp nước gì, máy móc hoàn toàn là còn rất là chất và keo chỉ là keo chỉ zin luôn. Đấy, nội thất thì tương đối sạch sẽ, về các bác là sẵn đi thì không phải làm gì cả. Tại vì những cái mẫu xe là về qua cửa hàng em là bên em đã kiểm tra và test rồi, những cái mẫu xe nào cần xước xác lúc nào thì em có sơn tỉa cho các bác luôn rồi, bởi vì dòng xe cũ mà không thể tránh khỏi được. Gầm bệ cái dòng này thì nó còn rất là đẹp, không có mục mọt gì đâu nhé các bác nhé. Đấy, tổng thành xe mẫu xe Toyota Camry đây. Đấy, các chức năng chi tiết của xe còn hoạt động tốt, máy gầm chạy chất. À, trong cái thời điểm này mà mua một cái mẫu xe này giá nó cũng hợp lý mà, dưới 250 một cái mẫu xe Camry. Dòng này thì nói thật với các bác là các bác chạy vài năm nữa cái tỷ lệ xuống giá của nó cũng không xuống giá nhiều đâu. Xe nó cũng rất là cầm dòng Camry, nó rất là giữ giá luôn. Đồ đạc của nó còn liền lạc và đẹp. Đấy. Tổng thành xe chi tiết đây, về phần nội thất tương đối tông màu kem nó cũng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy. Tất cả những chi tiết của xe nó còn tương đối chất. Về dòng Camry thì nói thẳng câu, Camry những con kể cả đời 99-2000 bây giờ vẫn là những dòng xe chất, nó khẳng định với các bác là vẫn là những dòng xe chất, tôn vỏ gầm bệ là không có tí mục mọt nào luôn đối với cái dòng xe này đâu. Tổng thành xe chi tiết đây, quay cho các bác các ngóc ngách gầm bệ này. Đấy, lốp nắp này. Cái dòng này thì nó được trang bị 4 bánh ABS đồng hoàng nhé. Đấy, túi khí phanh ABS an toàn, ghế da vẫn là ghế da nguyên bản theo xe. Đấy, hộp thì tay đầy đủ hết. Đây, các bác nhìn form dáng của dòng này, nó 2002 form mới, nó cũng tương đối đẹp rồi. Được trang bị hai túi khí an toàn. Đấy. Số sàn động cơ 2.4 là cái dòng xe cũng tiết kiệm nhiên liệu so với dòng Camry. Đấy, Camry ra đời này thì nó có bản 2.4 và bản 3.0. Thì với cái bản 2.4 này chạy cũng tương đối ok rồi, với cái tầm tiêu hao nhiên liệu của nó vừa phải. Đấy, tầm trên dưới 10 lít trên 100 cây, nếu các bạn chạy đường trường thì có khả năng nó cũng chưa chắc đến 10 lít nếu mà chạy đường trường. Đấy. Nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó là có thể chấp nhận được đối với một cái mẫu xe mua về để đi gia đình nhé các bác nhé. Tất cả liền nè, quay cho các bác cái xem chi tiết cốp sau của xe này. Đấy. Xe thì bao cho các bác là xe không đâm va gì đâu nhé, bao cho các bác toàn quốc là xe không đâm va gì, có đâm va gì các bác gửi lại trả xe em. Đấy, nói thật với các bác như thế, vì xe pháo hiện tại bên em mua đã test và kiểm tra rồi, bảo hành bao cho các bác là bao cho các bác yên tâm. Đấy.
Đây là phần cốp sau của xe, nó hoàn toàn vẫn là cốp lỉ đầy đủ hết. La răng vẫn là la răng đúc theo xe, 5 quả la răng đúc, và hơn nữa là lùng quanh cái cốp sau xe nó vẫn là sơn nguyên bản. Chủ xe cũng đã dán lớp chống ồn rồi, vì vậy cách âm chống ồn, vì vậy đi cảm giác nó sẽ êm hơn rất là nhiều. Đấy, các bác nghe nhìn về tổng thành chi tiết của xe đấy, quay kỹ chi tiết, bởi vì nhiều anh em, nhiều các bác ở khu vực mãi khu vực miền Nam, nên là bọn em bán ở miền Nam rất là nhiều, nên là quay cho các bác để cho các bác xem làm sao cho nó hợp lý và cho cách chi tiết nhất để các bác mua được xe của bên em. Xe của bên em thì tình trạng xe như nào thì em tả luôn cho các bác, thế để cho các bác dễ đấy nhé. Đây, với cái dòng xe này thì đây là gầm bệ của dòng xe dòng Camry này, các bác yên tâm một điều là nó không bao giờ lo mục mọt cả, chạy đến cả chục năm nữa. Nếu thật các bác đi những cung đường bình thường, ở những cái vùng miền bình thường, chạy chục năm nữa không lo mùi gì mục mọt ở những cái dòng xe này đâu. Xe để bao cho các bác là xe rất là đẹp luôn. Keo chỉ các thứ rồi, hoàn toàn keo chỉ zin luôn, xe không có đâm va gì. Vì vậy là tất cả mọi chức năng cũng như là mọi cái form dáng của xe nó còn nguyên nhé các bác nhé. Tông màu đây là keo chỉ cánh của bên sau, bên phụ này. Em quay kỹ tất cả bốn cánh, em quay kỹ cho các bác keo chỉ zin từng cánh một luôn. Đấy, nội thất nguyên bản, da nguyên bản. Cầm gì các bác thì đi dòng xe này ai ưa ăn chắc mặc bền, không cần quá cầu kỳ về những cái option, những cái chức năng hiện đại, thì đi những dòng Camry thì nó là những dòng xe là quá đỉnh rồi. Đấy, từ trước đến giờ Camry nó thiết kế nghiêng về cái truyền thống và chất lượng, chứ còn cũng không quá nhiều cái option chi tiết hiện đại. Nó thật với các bác, cái những cái dòng Camry nó là như vậy, nó về form dáng của nó cũng rất là đơn giản, không cầu kỳ quá về form dáng. Đấy, keo chỉ của cánh này thì nó không mất phân nào cả, chi tiết đầy đủ hết. Với cái tầm tiền các bác bỏ ra hơn 200 triệu mua cái mẫu xe về đi tránh mưa tránh nắng, đi gia đình, trong cái thời điểm, nói chung là thời điểm này nó là cái thời điểm rất là nhạy cảm, để cho các bác ví dụ bỏ cái số tiền ra hơn 200 thôi, đấy, mua một cái mẫu xe về đi vừa tránh mưa tránh nắng, vừa an toàn cho bản thân và gia đình. Đấy, đối với cái dòng xe này nó đã được trang bị cái dòng máy VVTi, cái dòng xe máy cũng tiết kiệm nhiên liệu, khoang máy hoàn toàn khô ráo. Đấy, con máy con này thì cực khô cực chất rồi, nó thoáng đãng, thì các bác có sau này có nhu cầu muốn vệ sinh giữa các thứ thì thoải mái. Và đây là cái phần số máy của xe nhé. Đấy, bác nào mua để ý cái số này, số máy của xe nằm ở ngay trước mặt, các bác nhìn có thể kiểm tra luôn được về cái số máy của xe. Đấy, máy móc hoàn toàn nó cũng sáng bóng luôn, cục ABS này. Đấy, túi khí phanh ABS an toàn, máy mới, máy VVTi, thì cái dòng này máy này nó cũng tương đối tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, ốc ác nó còn rất là sáng luôn nhé các bác nhé. Đấy, dòng Camry nó đòi hỏi người chơi người ta cũng rất kỹ tính, nên vì vậy những mẫu xe Camry đều phải là những mẫu xe đẹp nhé, mà người ta đi người ta cũng tương đối giữ gìn. Dòng xe này người ta ít khi chạy dịch vụ. Đấy, vì vậy là xe nó còn rất là chất luôn. Đấy, tổng thành xe thì quay cho các bác như này là quá chi tiết và đầy đủ với một cái mẫu xe bên em đang bán ra, và cam kết bảo hành cho các bác là về cái mẫu xe này của bên em là không đâm vang ngập nước gì cả, máy móc hoàn toàn máy móc ngon, keo chỉ zin, đấy, nội thất nguyên bản luôn, pha đèn thì sáng quắc luôn đấy các bác nhé. Đấy, hai pha đèn là sáng quắc. Nhưng dòng xe này thì về chỉ việc sẵn sử dụng thôi, không phải làm gì đâu. Đấy, quay tổng thành xe chi tiết cho các bác rất rõ ràng về cái mẫu xe Toyota Camry với cái tông nội thất màu kem. Đấy, và vỏ bên ngoài màu đen, biển Hà Nội, xe rất là đẹp. Và giá thành hiện tại bên em đang bán là 247 triệu. Bác nào có nhu cầu quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là Zalo là 0829777777 nhé. Đấy, em Dương Hải Dương. Đấy, các bác lần đầu xem clip có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh, giúp em để cập nhật thường xuyên những cái mẫu xe của bên em đang bán. Và bây giờ em sẽ cho các bác nhìn lại tổng thành chi tiết về form dáng cũng như là thân vỏ bên ngoài của cái mẫu xe Toyota Camry này. Đấy, bác nào lần đầu xem clip có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh giúp em nhé, để cập nhật thường xuyên những cái mẫu xe của bên em. Hoặc các bác có nhu cầu muốn bán xe hay muốn trao đổi xe thì có thể liên hệ với em nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương nhé.